Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán. Đối với sắc xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng. Đối với sắc xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp. Đối với sắc xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 173.